Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2022 từ nước Việt Nam. Thưa quý vị, hôm qua thứ hai ngày 18 tháng 7, tất cả các cơ quan truyền thông dòng chính của Mỹ như CNN, MSNBC, NBC, Fox, vân vân, đều đồng loạt lên tiếng về việc một người cầm súng bước vào trung tâm thương mại Greenwood Shopping Mall ở tại Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana và xả súng bắn vào những người đang đi mua đồ ăn ở trong trung tâm thương mại đó. Lúc đó là khoảng 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 17 tháng 7. Lập tức là có 3 người bị tử vong và 2 người bị thương. Trong 2 người bị thương đó có một bé gái 12 tuổi, sau đó đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo lời thị trưởng của Indianapolis là ông Mark Myers, ông cho biết có một người thanh niên 22 tuổi ở trong khu vực kế cạnh đứng gần đó rút súng ra bắn hạ người cầm súng bắn bừa bãi đó, và người cầm súng xả súng hàng loạt đã tử vong luôn. Như vậy là có 4 người đã tử vong, 3 người đi trung tâm sinh hoạt, trung tâm thương mại bình thường, còn một người là kẻ chủ mưu giết hại người. Cảnh sát trưởng Ibsen cho biết đây là một cảnh rất là buồn cho thành phố Indianapolis, và cảnh mà những ai cho rằng quyền tự do mang súng ống đi xả súng bừa bãi là một nỗi đau thương cho Indianapolis nói riêng, cho tiểu bang Indiana và cho nước Mỹ nói chung. Thưa quý vị, đó là thông tin tất cả các cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ hôm qua đồng loạt lên tiếng. Góc nhìn của tôi về vấn đề này như thế nào? Thưa quý vị, nước Mỹ trong những năm qua nạn bạo lực ngày càng gia tăng và coi như không có kiềm lại được. Hầu như mỗi ngày đều có vụ chết người liên quan đến súng ống, và cảnh xả súng giết người hàng loạt một cách vô tội vạ như thế này hầu như tuần nào cũng có. Trước đây khi mà dịch Covid-19 diễn ra thì đã có một vài vụ nổ súng, tôi dự trù là sau Covid-19 thì cảnh xả súng giết người hàng loạt sẽ diễn ra coi như hàng tuần, thì nay đã diễn ra hàng tuần. Chỉ mới có 6 tháng đầu năm, năm 2022, tính ra xả súng giết người hàng loạt, thưa quý vị, là đã trên 200 vụ rồi. Trên 200 vụ. Như vậy là cứ mỗi một ngày là có một vụ rưỡi vụ xả súng giết người hàng loạt, chưa kể những vụ xả súng lai đai như là ở trong gia đình, còn ở học đường thì quá trời. Tổng cộng mới đầu năm 2022 đã có hơn 3.000 người tử vong ở Mỹ liên quan đến bạo lực súng ống, gần giống như là một trung đoàn
ra chiến trận bị tử vong trong cuộc chiến. Việc mà tự do mang súng ống xả súng giết người hàng loạt là một cuộc chiến đang diễn ra ở nước Mỹ hầu như hàng ngày. Như trong trường hợp này thì quý vị thấy những người họ đi trung tâm thương mại là cuối tuần đi mua sắm, và họ vào chỗ ăn, họ gọi là food court, thì rất là bình thường. Nhưng có một kẻ điên rồ đã xách súng vào bắn tất cả những người vô tội nơi đó, không cần biết những người đó là ai. Có cả một bé gái 12 tuổi đi chơi với gia đình cũng bị thương, bây giờ là khá nặng, hy vọng là sẽ lành lại trong nay mai. Nhưng gia đình của họ cho biết rằng họ rất bất an khi thấy cảnh mà người cầm súng vào bắn bừa bãi như thế. Quý khán thính giả cứ thử tưởng tượng đi, cuối tuần quý khán thính giả dẫn gia đình đi chơi, tới chỗ gọi là mua sắm thôi, và đói 6 giờ chiều rồi vào ngồi ăn, thì ai đó cầm súng vào sắp nhắm vào bàn ăn, không cần biết ai ngồi nữa đó, bắn bừa bãi, có cả súng trường, có cả súng liên thanh, thì quý khán thính giả có thấy rằng đất nước đó có bình an hay không? Ở nhà thờ cũng bị bắn, ở trong nhà cũng bị bắn, đi chợ cũng bị bắn, đi vào trung tâm thương mại để mua sắm cũng bị bắn, đi vui vẻ ở bãi biển cũng bị bắn, chỗ nào cũng bị bắn ở nước Mỹ này. Không còn biết khi nào là an toàn cả. Có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Thật là buồn cho nước Mỹ. Chính vì cảnh xả súng bắn người bừa bãi như thế, nên tôi quyết định nhanh chóng định cư ở Việt Nam. Vì tôi không biết nước Mỹ ngày hôm nay là như thế nào nữa. Quả thật như vậy. Nước Mỹ không có an lành, nước Mỹ mất nhân quyền vì cảnh xả súng giết người một cách bừa bãi như thế. Thưa quý vị, tôi ủng hộ cho nhân quyền. Tôi hiểu nước Mỹ có tu chính án thứ hai ngay từ khởi đầu là để giúp người dân cân bằng lại sự đàn áp của nhà nước, và giúp người dân nước Mỹ khi ấy, thưa quý vị, thô sơ thời gian đó có rất ít dân mà đất lại rộng, phải đối phó với thú rừng, thì tu chính án thứ hai của nước Mỹ cho phép người dân mang súng thì lúc đó là hợp lý. Nhưng bây giờ thế giới đã văn minh phát triển và người dân thì đông đúc, mà để cho cảnh tự do mang súng ống bắn bừa bãi như thế thì quả thật là một vi phạm nhân quyền nếu không có những hạn chế tối đa. Hạn chế đừng có súng liên thanh, hạn chế đừng có cho những người dưới 21 tuổi mua súng, hạn chế không cho phép những người bị tâm thần có quyền mua súng. Tất cả những điều đó phải được minh bạch, phải được rõ ràng. Và như thế thì nước Mỹ may ra mới có ổn định, chứ còn không kiểu này thì mất ổn định vô cùng. Nước Mỹ hay lớn tiếng nói về vấn đề nhân quyền ở các quốc gia khác, nhưng đây là vấn nạn trầm trọng mà nước Mỹ né tránh, là vì Hiệp hội Súng trường National Rifle Association của nước Mỹ, tức là NRA, quá mạnh ở nước Mỹ. Họ dùng đồng tiền của họ để đóng góp vào các quỹ tài chính tranh cử của các ứng cử viên đảng Cộng hòa cũng như của đảng Dân chủ. Những ai mà đi ngược lại và không chủ trương là mua súng bừa bãi theo ý của họ thì họ tìm bằng một cách hất người đó đi. Như một vị dân biểu liên bang ở New York cách đây 2 tháng cũng đã bị áp lực hất đi liền, chỉ vì ủng hộ, nói rằng ông ấy sẵn sàng bỏ phiếu theo đảng Dân chủ, hạn chế không được bán các súng liên thanh. Thì ngay lập tức
bị những người ủng hộ cho NRA làm áp lực và ông ấy không có thể tranh cử được nữa. Đó chính là một vi phạm nhân quyền lớn đối với tôi. Nhưng nước Mỹ họ thinh lặng, họ không dám nói về vấn đề này một cách rõ ràng, thưa quý vị. Đối với tôi, nhân quyền cao cả nhất chính là sự ổn định của đất nước. Thanh bình là hòn ngọc quý. Không phải lo âu mình bị bắn hạ bất cứ lúc nào. Món quà quý nhất của Thượng Đế đó là tự do. Và chính tự do trong khuôn khổ giữ tự do cho mình và tự do cho người khác, thì đó mới là tự do đích thực. Chứ không phải là tự do chửi bới rồi tự do bắn bừa bãi là tự do đâu. Nước Mỹ là tự do chửi bới, tự do bắn bừa bãi. Và có những người ở trong Việt Nam này lại cũng đang thích cảnh tự do chửi bới lung tung y như thế, thưa quý vị. Thật là đau lòng. Đó là thông tin mà tôi xin gửi đến quý khán thính giả, xảy ra hàng ngày ở nước Mỹ bây giờ. Và câu chuyện hôm qua, hôm tối Chủ nhật 6 giờ tối ở tại trung tâm thương mại Greenwood Shopping Mall ở tại thành phố Indianapolis, là một sự đau lòng vô cùng. Đối với tôi, đó không phải là nhân quyền, mà đó là vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Nước Mỹ muốn nói về nhân quyền về nước khác thì hãy suy gẫm lại, chính nước Mỹ đang chà đạp nhân quyền hơn ai hết. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.